Konnichiwa, xin chào mọi người đã đến với kênh Kiều Ca Đồ CP. Hôm nay mình muốn chia sẻ với mọi người cách làm món bánh flan castella. Đây là một loại bánh được kết hợp từ bánh flan và bánh bông lan của Đài Loan. Đó, cái lớp ở dưới là bánh flan, còn lớp trên là bánh bông lan Đài Loan ha. Một sự kết hợp hai loại bánh thật là hoàn hảo phải không nè. Mời mọi người vào xem và cùng làm nha. Trước tiên mình sẽ làm lớp bánh lăng ở dưới ha. Ở đây là 100g đường và 120ml nước. Mình sẽ cho vào nồi để thắng đường làm lớp caramel ha. Cho đường và nước vào đây. Nước mình sẽ cho vào đây 2/3, chừa lại 1/3 nước nha. Đó, còn một tí xíu nước như thế này. Và khi làm lớp caramel này nhớ là không có đụng đũa, không có đụng cái gì vào hết ha. Mình chỉ cầm cái nồi lên xoay như thế này thôi, không có đụng cái gì vào đây hết. Mình sẽ nấu với lửa trung bình để cho nó sôi lên ha. Từ đầu tới cuối mình không có đụng đũa vào và chỉ xoay cái nồi như vậy thôi. Đó, mình nấu với lửa trung bình, khi nó sôi lên rồi mình sẽ hạ lửa nhỏ xuống và chờ cho nó vàng. Mình cứ cầm cái nồi lên đảo đều cho nó vàng đều ra ha. Khi màu đã chuyển thành màu vàng như thế này rồi, mình sẽ hạ lửa xuống ở mức nhỏ nhất luôn và chờ cho nó có cái màu được như ý muốn, rồi mình sẽ cho cái lượng nước hồi nãy mình chừa lại đó. Khi caramel của mình có được cái màu như ý muốn rồi mình sẽ cho nước vào ha. Đó, cái màu mình thấy nó đẹp rồi nè, mình cho nước vào nha. Rồi mình tắt bếp và đảo đều cho nó hòa tan ra ha. Lúc caramel đang còn nóng, mình sẽ cho vào khuôn luôn ha. Để một hồi là nó nguội, nó đặc lại, không có cho vào được. Mình đã chuẩn bị sẵn hai cái khuôn thủy tinh như thế này để cho dễ nhìn ha. Và cái món này là mình sẽ đem đi nướng, cho nên là mọi người nếu mà có sử dụng thủy tinh thì nhớ là khuôn thủy tinh phải chịu được độ nóng khi nướng nha. Rồi mình cầm lên và lắc đều cho nó, cái lớp caramel của mình nó được dàn đều ra. Và mình sẽ để ở đây cho lớp caramel này khô lại. Trong khi chờ đợi nó khô, mình sẽ đi làm lớp bánh lăng ha. Để làm bánh lăng hôm nay, mình chuẩn bị 500ml sữa tươi, 5 quả trứng gà, 30g đường và một ít vani. Trước tiên mình sẽ cho sữa và đường vào nồi, nấu cho sữa nóng lên, đường tan ra và không nấu sôi nha. Sau đó mình sẽ cho 5 quả trứng vào thau. Rồi dùng cây đánh trứng đánh cho trứng tan ra. Cách làm bánh lăng ở đây mình cũng đã chia sẻ ở clip trước rồi ha. Trứng thì mình cứ đánh thoải mái cho trứng tan ra là được nha. Khi trứng đã tan ra hết rồi, mình cho vào đây vài giọt vani và đánh đều lên ha. Sữa của mình bây giờ đã nóng và bốc hơi lên rồi. Mình quậy đều cho đường tan ra rồi tắt bếp nha. Rồi cho sữa vào trứng, vừa cho vào vừa quậy lên như thế này ha. Bây giờ thì trứng và sữa đã hòa tan rồi, mình sẽ cho ra một cái rây. Rây lọc cái lợn cợn ra để bánh lăng của mình được mịn nha. Sau đó mình sẽ cho phần trứng sữa vào khuôn và mình cho một nửa khuôn thôi ha, chừa một nửa để mình làm bánh ở trên nữa. Sau khi đã cho trứng sữa vào khuôn rồi, mình sẽ để ở đây và mình đi làm bánh nha. Để làm bánh castella là bánh bông lan Đài Loan, mình có 3 quả trứng, 50g sữa,
50g bơ, 50g bột và 50g đường. Công thức rất là dễ nhớ luôn ha. Trước tiên mình cho sữa vào bơ vào nồi để nấu cách thủy, cho bơ tan chảy ra. Vì là nấu cách thủy cho nên mình sẽ để ở đây và mình đi làm bước kế tiếp nha. Để làm bánh bông lan thì mình sẽ tách lòng đỏ và lòng trắng của trứng ra, sao cho lòng đỏ không được dính vào lòng trắng nha. Trong khâu làm bánh thì bước đánh lòng trắng trứng rất là quan trọng. Cái thau để đựng lòng trắng trứng phải thật là sạch, phải khô ráo nước, không có được dính bẩn thì lòng trắng trứng mới được dễ bông lên ha. Cái nồi bơ sữa của mình bây giờ nó đã tan ra hết rồi nè, mình tắt bếp nha. Bột mì mình sẽ cho vào cái rây, rây bột cho miệng để nó không có bị vón cục ha. Khi bột của mình đã miệng rồi, mình sẽ cho bơ sữa vào đây, vừa cho vào vừa trộn như thế này ha, trộn liên tục nha. Khi hỗn hợp bột đã miệng rồi, mình cho lần lượt từng lòng đỏ trứng vào, khuấy đều lên như vậy ha. Quậy đều lên cho đến khi nào hỗn hợp của mình mịn như kem, như vậy là được rồi ha, mình sẽ để ở đây nha. Tiếp theo là khâu đánh lòng trắng trứng, mình sẽ dùng máy để đánh lòng trắng trứng. Ban đầu mình sẽ đánh ở tốc độ số 4, đánh cho lòng trắng trứng bông, nổi bọt lên như vậy ha. Tiếp theo mình sẽ cho vào đây 1 muỗng cà phê nước cốt chanh. Cho nước cốt chanh vào đây có tác dụng làm cho lòng trắng trứng của mình nhanh đứng và thành phẩm bánh sẽ không bị xẹp nha. Tiếp tục đánh cho lòng trắng trứng bông lên. Lúc này mình sẽ phân đường ra làm 3 lần, cho lần lượt vào đây ha. Đánh được vài phút rồi, bây giờ mình sẽ dở lên xem là lòng trắng của mình đã đứng chưa. Đó, cái chớp nó có như vậy là đứng rồi nha mọi người. Phân lòng trắng trứng ra một ít, cho vào hỗn hợp lòng đỏ, rồi quậy đều lên. Mình thấy như vậy là đều rồi nè, mình tiếp tục cho lòng trắng vào đây ha. Cho hết lòng trắng trứng vào đây và quậy đều lên theo một chiều ha. Và bây giờ hỗn hợp bánh của mình đã mịn rồi nè, như vậy là được rồi ha. Mình cho hỗn hợp bánh vào bịch bắt bông kem ha.
Rồi nhẹ nhàng cho hỗn hợp bánh lên trên lớp bánh lăng này ha. Mình sẽ dùng cái phới dàn đều cái mặt bánh ra cho nó mịn ha. Bánh này mình sẽ đem đi nướng cách thủy nên là mình sẽ cho vào đây 400ml nước sôi và cho vào lò nướng. Lò nướng mình sẽ bật lên trước khi nướng 10 phút để cho lò nóng rồi mới cho bánh vào nướng. Mình sẽ nướng với chế độ hẹn nhiệt 2 lửa 170 độ 50 phút. Và đây là bánh của mình đã nướng sau 50 phút. Vàng ơm và thơm phức luôn. Wow, nhìn hấp dẫn quá mọi người ơi. Bánh này mình để cho nó nguội rồi cho vào tủ lạnh để cho mát lạnh rồi mới ăn ha. Như vậy là mình vừa hoàn thành xong món bánh flan gastella. Mình chúc mọi người làm đều được thành công nha. Clip của mình xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Nếu thấy thích hãy nhớ ủng hộ mình bằng cách bấm like hoặc share và đăng ký cho kênh của Kiều Cà Đồ CP để khi mình đăng clip mới, mọi người sẽ được xem đầu tiên. Mọi thắc mắc hay đóng góp ý kiến, xin vui lòng comment bên dưới clip. Rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người để mình có thêm động lực làm nhiều clip khác hấp dẫn hơn nữa nha. Hẹn gặp lại mọi người ở các clip sau. Saigo made mite kurete. Arigatou gozaimasu. Mata ne.